Bộ tự truyện mà chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn trong sáng nay chắc chắn sẽ hấp dẫn các bạn đọc. Chú cho tên của bộ sách tự truyện này có bắt đầu bằng hai từ là làm dâu nước Đức, làm dâu nước Anh và làm dâu nước Pháp. Nhưng mà nó lại không hề giới hạn độ tuổi của khán giả, bởi vì dù cho quý vị đã có gia đình, chưa có hay kể cả là sắp có thì chắc chắn rằng nó sẽ thu hút và hữu ích với tất cả mọi người. Vâng, thưa quý vị, bộ tự truyện này thì được đúc kết, được viết từ trải nghiệm của chính tác giả là những người trong cuộc với góc nhìn tươi trẻ, sẽ không chỉ giúp cho những nữ độc giả mà còn giúp cho cả các bạn nam trẻ tuổi có thêm động lực để tin tưởng thêm vào tình yêu thương cũng như là cuộc sống hôn nhân và gia đình. Và đặc biệt là chúng ta còn thấy ẩn chứa trong đó rất là nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình, như là nuôi dạy con cái, làm thế nào để giữ gìn tình yêu trong hôn nhân và cả những nét văn hóa rất thú vị trong các gia đình của phương Tây. Mời quý vị cùng đón đọc. Cuốn đầu tiên trong bộ truyện này là cuốn Làm dâu nước Đức. Đây là tự truyện của chị Hà Anh F. Van Berger, một cô gái đất cảng Hải Phòng, đã kết hôn với một người Đức được 9 năm nay và hiện đang sống cùng chồng và hai con tại thành phố Lübeck. Làm dâu nước Đức là một câu chuyện hạnh phúc và cảm động, được kể rất giản dị ở những đoạn đầu. Và càng về sau, văn phong lại càng đằm thắm, lãng mạn. Lẩn khuất trong đó là những nỗi nhớ nhà, tinh thần hòa nhập, tiếp nhận văn hóa thế giới mà không quên hướng về cội nguồn. Nó cũng chứng minh thiên chức của người đàn ông và người phụ nữ trong gia đình, đó là đi tìm tiếng nói chung của sự chia sẻ, yêu thương. Một tờ rơi dạy tiếng Việt cho người nước ngoài đã trở thành sứ điệp cho mối lương duyên ngọt ngào, một tình yêu được ươm mầm trên đất Việt và kết trái ở xứ sở sương mù. Một hành trình làm dâu, làm vợ và làm mẹ, không thiếu những tình huống rắc rối nhưng cũng rất lãng mạn và hài hước. Đó là những gì mà độc giả sẽ đọc được trong cuốn Làm dâu nước Anh, cuốn tự truyện của chị Khanh Ricord. Cuốn tự truyện này không chỉ giúp bạn đọc hiểu được về cuộc sống của một gia đình đa văn hóa, mà còn hiểu được một phần cuộc sống của những người Việt tại Anh, những người mà chị Khanh Ricord đã tiếp xúc thông qua công việc của mình. Con đi vậy thì Tết vẫn về nhà chứ hả? Đó là câu nói của mẹ mà chị Hiệu Constant luôn ghi nhớ khi đi làm dâu ở một nước Pháp hoàn toàn xa lạ. Khác hẳn với những gì chị từng biết qua những tác phẩm văn học mà chị đã đọc và yêu thích từ thời còn phổ thông. Và một người chồng Pháp dù đã vượt qua bao thử thách của gia đình vợ để cưới chị thì vẫn bí hiểm khi họ đã là vợ chồng. Tuy nhiên, tính tình cởi mở, hòa đồng và học hỏi đã giúp tác giả Hiệu Constant nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở phương trời xa xôi này, được gia đình, nhà chồng và bạn bè, hàng xóm yêu mến. Cuốn sách đã mở ra nhiều điều thú vị, hấp dẫn cần phải ghi nhớ, không phải chỉ với những nàng dâu làm xa xứ như là nước Đức, nước Pháp vậy. Bởi vì là chắc chắn quý vị đọc sẽ rất là ấn tượng khi đọc cuốn tự truyện này, khi mà có những đoạn viết về người lớn trong một cái gia đình đa văn hóa như thế này mà nuôi dạy con cái. Thực sự là nó rất khác so với các gia đình Việt Nam. Vâng, và chắc hẳn là chúng ta cũng sẽ học hỏi và tích lũy được rất là nhiều kinh nghiệm cho mình sau này, bởi đến bây giờ thì thế hệ thứ hai, nghĩa là con cái của các nhân vật trong các bộ tự truyện này thì đều rất là thông minh, ngoan ngoãn và có thể nói rất là thành thạo ngôn ngữ của cả bố và mẹ. Mời quý vị cùng đọc bộ tự truyện Làm dâu xứ lạ do nhà xuất bản Phụ